Thưa quý vị, liên quan đến vụ Việt Á, từ những bất cập trong câu chuyện thực tế về những gói quà cảm ơn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng pháp luật nên có những quy định cụ thể rõ ràng thế nào là quà cảm ơn, trường hợp nào không thể coi là quà. Vâng, Phó trưởng Ban Dân nguyện Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng cũng nhìn nhận quà tặng là cái gì đó mang một ý nghĩa tốt đẹp và thể hiện tình cảm cũng như là sự trân trọng và biết ơn. Nhưng đó là trong trường hợp quà tặng nằm trong phạm vi là quà tặng. Nhìn sang vụ Việt Á, ông Nhưỡng khẳng định rằng đó là biến tướng của quà tặng và thực chất món quà ấy đã nằm trong phạm trù đút lót hối lộ. Báo Dân Trí đưa tin. Cụ thể, theo kết luận điều tra vụ Việt Á, ông chủ Việt Á là Phan Quốc Việt bị cáo buộc 15 lần trực tiếp mang tiền đi hối lộ quan chức, một số lần chuyển khoản hoặc chỉ đạo cấp dưới nhằm được tạo điều kiện trong xin cấp phép đăng ký và bán kit xét nghiệm COVID-19. Theo lời khai của Phan Quốc Việt, 200.000 đô la Mỹ đưa cho cựu bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhằm cảm ơn vì đã tạo điều kiện cho Việt Á cùng tham gia nghiên cứu kit test. Việt sau đó còn mang túi quà 100.000 đô la Mỹ đi cảm ơn phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ Trịnh Thanh Hùng vì đây là người có vai trò quyết định cho Việt Á được tham gia nghiên cứu, sử dụng kết quả nghiên cứu để kinh doanh. Với thỏa thuận ăn chia phần trăm, ông chủ Việt Á còn đưa cảm ơn Trịnh Thanh Hùng một lần nữa với túi quà trị giá 250.000 đô la Mỹ. Còn 50.000 đô la Mỹ là số tiền Phan Quốc Việt dành để cảm ơn Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc. Đại án Việt Á và những chuyện không có trong hồ sơ. Hơn 60 đối tượng bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các tổ chức, đơn vị có liên quan đã cho thấy sức công phá của quả bom Việt Á lớn khủng khiếp đến mức nào. Đặc biệt trong các đối tượng bị khởi tố, có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc và hàng chục lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC các tỉnh, thành, nhiều giám đốc bệnh viện. Những vi phạm liên quan đến công ty Việt Á đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Ngày 10 tháng 12 năm 2021 là ngày được đánh dấu mở màn cho chiến dịch Việt Á bởi sau khi được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cảnh sát Kinh tế chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai khám xét 19 địa điểm, triệu tập trên 30 đối tượng tại Hà Nội, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Cần Thơ. Qua đấu tranh và có đủ căn cứ, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 19 bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, đã khởi tố vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính và nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế, phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, ba giám đốc trung tâm CDC Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương và nhiều cán bộ liên quan. Để thực hiện được việc bắt khám xét hàng loạt đối tượng gây chấn động dư luận, từ nhiều tháng trước, cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Kinh tế đã nắm tình hình, thu thập tài liệu và phát hiện định mức nguyên liệu xây dựng giá thành sản phẩm kit test có nhiều dấu hiệu bị các đối tượng thông đồng nâng giá để trục lợi. Điều này đã thôi thúc Cục Cảnh sát Kinh tế quyết tâm khẩn trương tiến hành đồng bộ các biện pháp để chứng minh, làm rõ hành vi sai phạm của công ty Việt Á và các đối tượng liên quan. Cụ thể, tháng 4 năm 2020, sản phẩm kit test COVID-19 của công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm. Đây là kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện, được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập thông qua. Mặc dù đây là tín hiệu rất tích cực, góp phần đem lại sự chủ động trong phòng chống dịch COVID-19, nhưng dưới con mắt của các nhà điều tra thì giá của kit test này có nhiều điểm bất thường, chênh lệch rất cao so với sản phẩm do nước ngoài sản xuất. Cụ thể, giá sản phẩm theo thông báo của Bộ Tài chính là 470.000 đồng một test, cũng là căn cứ để Bộ Y tế công bố giá xét nghiệm PCR tối thiểu là 734.000 đồng một cá nhân trên một lần xét nghiệm. Mức giá này đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí của nhân dân và kinh tế phòng chống dịch tại các đơn vị doanh nghiệp. Đặc biệt, qua biện pháp trinh sát đã thu được tài liệu về định mức nguyên liệu xây dựng giá thành sản phẩm cho thấy có nhiều dấu hiệu các đối tượng thông đồng nâng giá để trục lợi. Điều này đã thôi thúc Cục Cảnh sát Kinh tế quyết tâm khẩn trương tiến hành đồng bộ các biện pháp để chứng minh, làm rõ hành vi sai phạm của công ty Việt Á và các đối tượng liên quan.
Quá trình triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định công ty Việt Á do Phan Quốc Việt, Hồ Thị Thanh Thủy, vợ Phan Quốc Việt và Đồng Sĩ Huy thành lập ngày 28 tháng 2 năm 2007 tại thành phố Hồ Chí Minh, vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Phan Quốc Việt làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Ngoài công ty Việt Á, Phan Quốc Việt còn đứng ra thành lập, điều hành gần 40 công ty khác như công ty cổ phần y tế Việt Á, công ty cổ phần đầu tư Việt Á Y Dược 99, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học Việt Á, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học An Việt, công ty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên Huế, cửa hàng Âu Lạc. Để phục vụ sản xuất cung ứng kit test COVID-19, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo các đối tượng liên quan sử dụng các công ty thuộc hệ thống công ty Việt Á ký hợp đồng, xuất hóa đơn mua bán lòng vòng với nhau nhằm tạo dòng tiền ảo, nâng khống giá trị hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư y tế đầu vào phục vụ sản xuất kit test COVID-19 trước khi bán vào các cơ sở y tế công CDC, bệnh viện công các tỉnh, thành phố. Để trúng thầu cung cấp kit test cho các cơ sở y tế công, Phan Quốc Việt đã thông đồng với các đối tượng trong cơ sở y tế, lợi dụng mặt hàng này để tổ chức theo hình thức, chỉ định thầu rút gọn và sẽ chi tiền chiết khấu ngoài hợp đồng theo tỷ lệ từ 20 đến 30% giá trị gói thầu, cá biệt có trường hợp lên đến 40%. Quá trình đấu thầu, Phan Quốc Việt và đồng phạm sử dụng pháp nhân các công ty trong cùng hệ thống làm quân xanh lập báo giá cung cấp cao hơn giá chào hàng của công ty Việt Á để công ty Việt Á đủ điều kiện được chỉ định thầu. Chính vì vậy, doanh thu bán hàng kit test COVID-19 của công ty Việt Á từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021 là gần 4.000 tỷ đồng. Số tiền chiết khấu lên đến hàng nghìn tỷ đồng cho các đơn vị y tế trên 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xóa dấu vết, chuyển tiền hoa hồng, lòng vòng. Điều đáng nói trong vụ Việt Á, việc chuyển tiền chiết khấu cho các cá nhân trong cơ sở y tế công rất tinh vi bằng rất nhiều thủ đoạn. Sau khi các cơ sở y tế chuyển tiền mua kit test vào tài khoản chính của công ty Việt Á, Phan Quốc Việt chỉ đạo các đối tượng chuyển tiền chiết khấu qua tài khoản phụ của công ty Việt Á, sau đó tiếp tục chuyển vào tài khoản cá nhân của em ruột Hồ Thị Thanh Thủy, vợ Phan Quốc Việt để chuyển cho các nhân viên phụ trách vùng của công ty Việt Á. Để tránh cho các quan chức bị phát hiện việc nhận tiền, Phan Quốc Việt yêu cầu các nhân viên phụ trách vùng sau khi nhận được chuyển khoản sẽ rút tiền mặt rồi đưa cho các cá nhân trong cơ sở y tế công. Trường hợp chuyển khoản từ tài khoản của em vợ Việt đến số tài khoản theo chỉ định của các cá nhân trong cơ sở y tế công đều ghi nội dung dưới dạng thanh toán tiền mua hàng, nhờ thanh toán tiền mua hàng. Tiền chiết khấu đa số được quyết toán cá nhân, không đưa vào sổ sách kế toán theo dõi kê khai, báo cáo thuế theo quy định. Cùng với đó, toàn bộ hoạt động kinh doanh của các công ty thuộc hệ thống công ty Việt Á sử dụng hai hệ thống phần mềm sổ sách. Do đó, quá trình xác định các nguồn tiền và tiền chiết khấu của các đối tượng trong vụ án này gặp rất nhiều khó khăn. Các trinh sát phải thực hiện trong thời gian hơn 4 tháng liên tục. Bên cạnh đó, các đối tượng chủ động đối phó bằng việc sử dụng hệ thống quản trị mạng bảo mật rất cao, thành lập phòng IT với trên 10 chuyên gia để bảo mật thông tin, cũng như nhanh chóng xóa dữ liệu điện tử khi bị phát hiện. Theo đó, vào tháng 8 năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra giá kit test, vật tư, thiết bị y tế. Phan Quốc Việt đã chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan đến chi phí chiết khấu. Đến tháng 10 năm 2021, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã trực tiếp thanh tra công ty Việt Á liên quan đến giá kit test. Các đối tượng tiếp tục xóa dữ liệu và bàn bạc, thống nhất khai báo nếu cơ quan điều tra triệu tập, gây rất nhiều khó khăn trong công tác thu thập dữ liệu điện tử và điều tra, xác minh của cơ quan điều tra. Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, khối lượng công việc rất lớn, hoạt động đối phó của các đối tượng tinh vi, nhưng cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Kinh tế không quản hiểm nguy, vất vả tiến hành rà soát hàng trăm tài khoản liên quan đến các đối tượng để tìm các đối tượng nghi vấn nhận tiền chiết khấu qua tài khoản cá nhân, vì đây là điểm đột phá của vụ án. Tuy nhiên, việc rà soát gặp rất nhiều khó khăn, có lúc tưởng như bế tắc. Cùng với đó, công tác xác minh, trinh sát gần 40 công ty, hộ kinh doanh và 100 đối tượng liên quan ở nhiều tỉnh thành cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Long An, Hải Dương gặp nhiều khó khăn do địa bàn đối tượng rộng. Nhiều đối tượng nằm trong vùng cách ly phong tỏa, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, nơi dịch bệnh diễn biến phức tạp.
các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc đi lại, hàng quán, nhà nghỉ, nhiều nơi đóng cửa. Nhưng các trinh sát, điều tra viên vẫn nỗ lực thu thập thông tin, xác minh trong nhiều tháng liên tục và phát hiện các sai phạm. Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã xác định điểm đột phá trong chuyên án là hành vi chuyển chiết khấu hơn 30 tỷ đồng cho Giám đốc Trung tâm CDC trong 5 gói thầu mua kit test COVID-19 trị giá hơn 150 tỷ đồng tại Trung tâm CDC Hải Dương và báo cáo lãnh đạo Bộ cho phá án. Đặc biệt trong vụ án này, ngoài việc khó khăn trong quá trình điều tra do các đối tượng chuyển tiền lòng vòng qua người nhà, qua hiệu vàng để che giấu, cơ quan điều tra còn chịu áp lực từ nhiều phía. Các bị can là người có chức vụ quyền hạn, là nhà khoa học có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội và có quan hệ rộng rãi, luôn tìm cách tác động bằng các mối quan hệ. Nhưng với bản lĩnh, tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, cơ quan điều tra đã từng bước đưa ra ánh sáng hành vi phạm tội của các đối tượng. Khi ông Trương Quang Việt, Giám đốc của CDC Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam, thì danh sách CDC bị gọi tên có liên quan đến Việt Á tăng lên con số 12. Và trong đại án này, 12 lãnh đạo cùng nhiều cán bộ CDC, cơ quan đầu não chống dịch ở các tỉnh thành bị khởi tố là sự khủng hoảng không nhỏ về nhân lực của ngành. Và cùng với đó là một khủng hoảng còn đáng ngại hơn, đó là khủng hoảng niềm tin của người dân. Tính đến nay, liên quan đến đại án Việt Á, có hơn 60 người bị khởi tố, bao gồm 7 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và hàng chục lãnh đạo, cán bộ CDC, Sở Y tế, bệnh viện của 16 tỉnh thành. Có thể nói, virus Việt Á đã công phá CDC các tỉnh thành, không chỉ thất thoát ngân sách nhà nước, cơn bão Việt Á quét qua còn để lại một khoảng trống lớn trong vấn đề về nhân sự chống dịch ở các tỉnh thành. Có những CDC mất đi cả gần chục cán bộ do liên quan đến Việt Á. Đây là một tổn thất rất lớn về mặt con người. Thứ nhất, để lên được các cái vị trí lãnh đạo CDC phải là những nguồn cán bộ đều là những nguồn cán bộ được đào tạo nhiều năm. Đấy, và như thế chúng ta thấy rằng là sẽ mất đi không phải chỉ một hai tỉnh, và như vậy vướng vào trong cái câu chuyện Việt Á là cả một loạt các tỉnh khắp từ Bắc đến Nam. Như vậy là một cái sự gọi là cái hụt nhân lực khẩn cấp cho cái vị trí này. Thứ hai nữa là tạo ra một cái tâm lý trong vấn đề gọi là quản lý cái hệ thống CDC, đặc biệt liên quan đến vấn đề là trang thiết bị, rồi mua sinh phẩm và các vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch. Chúng ta đều biết rằng là phòng chống dịch nó đều là hoạt động mang tính khẩn cấp và nó mang tính rất thực tiễn. Đấy, nó đòi hỏi cái người lãnh đạo là phải gắn với thực tế và dám quyết. Cái câu chuyện của Việt Á nó sẽ làm cho rằng là các lãnh đạo tới đây ấy đều rất gọi là cẩn thận, chưa đủ. Mà thậm chí tôi cho rằng cái tâm lý lo sợ và rụt rè trong vấn đề quyết các cái giải quyết cái nhu cầu để phòng chống dịch. Mà chúng ta biết rằng đối với phòng chống dịch chỉ cần chậm mà đối phó thì dịch có thể lan tỏa hoặc là có nguy cơ dịch bệnh lây lan. Khả năng phục hồi được hệ thống CDC tới đây ra sao là một ưu tiên lúc này. Đại án Việt Á cũng là một trong những cuộc khủng hoảng về niềm tin. Trong đại dịch, toàn dân huy động tối đa sức người, sức của để đẩy lùi dịch bệnh, nhưng lại có những cá nhân tham lam vơ vét những đồng tiền chống dịch, giáp tâm trục lợi trong khi toàn dân nguy khốn. Và vô tình, những con sâu này đã khiến niềm tin với ngành y bị khủng hoảng, làm mờ đi những công lao to lớn, những hy sinh của các y bác sĩ và lực lượng y tế trong công cuộc chống dịch. Khủng hoảng niềm tin khiến giờ đây, người dân có thể nghi ngờ, xét lại bất cứ chính sách hay khẩu hiệu nào của ngành y tế, và công cuộc chống dịch có thể gặp nhiều trắc trở. Dùng tiền mà lại cái tiền đấy lại lấy từ, phải nói lấy từ ngân sách, lấy từ tiền của dân, lấy từ khi mà dân đang cần chữa bệnh, thì chẳng hạn tôi cho là đây là chuyện là rất là đau xót, vì họ đã dùng tiền để họ làm cho một số mất cán bộ của mình rất nhiều. Điều đó phải nói là vô cùng đau xót. Có những người là vô tình mà sai lầm, như có những người thì cố tình sai lầm. Trong này cũng phải phân biệt ra hai loại như thế. Hệ quả nghiêm trọng nhất theo tôi là cái xói mòn lòng tin của người dân vào công tác chỉ đạo của chính phủ đối với công tác phòng chống dịch bệnh, mà
thực tế chúng ta đã đạt được thành tích rất lớn trong giai đoạn đầu. Khi người dân mất lòng tin thì người ta sẽ phải quay trở lại là phải xét lại tất cả các thông tin đưa ra. Rất nhiều đại biểu Quốc hội đã lên tiếng, chúng ta đã lên án hành vi sai phạm của một số cá nhân trong ngành y, chứ không phải lên án cả ngành y. Chính vì vậy, người dân, dư luận cần phân biệt rõ, không nên quy kết cả ngành y. Công lao chống dịch của ngành y, sự hy sinh, vất vả của các y bác sĩ, cán bộ y tế cơ sở, cán bộ y tế dự phòng vẫn được người dân khắc ghi và biết ơn sâu sắc.